Ok, hello em. Dạ, chào thầy. Rồi thầy, bữa nay là có cái buổi phỏng vấn về anh em mình về cái rửa ớt. Dạ. Em là trong nhóm của Châu Chương. Dạ. Là dùng rửa ớt là nhiều nhất mà lại có cái tâm. Lại có cái tâm. Dạ. Thành ra là đem phát triển, để giới thiệu đến cho mọi người. Dạ. Hôm nay thầy muốn em có vài lời tâm sự. Em cho biết tên tuổi, nghề nghiệp làm gì. Dạ. Và cái lý do gì em tiếp nhận được cái rửa ớt và em sử dụng cá nhân em và lan tỏa cho cái cộng đồng đó thế nào? Dạ. Con chào thầy. Con tên là Minh Nhi. Hiện nay là con là công việc kinh doanh tự do. Thì con học lớp thạc sĩ liên tâm, thì thầy giới thiệu rửa ớt. Thì con lúc đầu thì con cũng chưa biết về tác dụng gì nhiều, nhưng mà tin thầy thì con làm theo. Nghe tin thầy. Con tin thầy thì con uống rượu ớt và kết hợp trường đá nóng. Thì con kết hợp hai cái đó liên tục, thì con thấy cơ thể con thay đổi, là cái thân nhiệt của con nó tăng lên. Tức là cái thời gian mà bị Covid ở nhà, thì lúc đó mình hay chích ngừa Covid này nọ, thì mình đo thân nhiệt lúc đó có 36 độ, 36 độ 2. Vậy là hồi trước là mình đi nhau, thầy trò mình đi nhau ở Bắc Ninh á. Dạ. Là em là người bị hay bị lạnh rồi hả? Dạ, mà thầy khuyên là chùm đá đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, bây giờ thầy nhớ ra rồi. Dạ. Thì sau một thời gian á, thì con bây giờ con đo lại thì thân nhiệt của con là 37 độ 2. Dạ. Thì con uống rượu ớt. Ồ, sức bé. Uống rượu ớt với lại chùm đá nóng thì con ngủ rất là ngon. Cứ nằm xuống là ngủ, mặc dù là có chuyện gì lo lắng hay là gì không biết, nhưng mà nằm xuống ôm hai cục đá là ngủ. Ngủ rất là ngon, ngủ rất là say đến 6 giờ sáng mà dậy, cứ đúng ngày nào cũng như vậy. Ôi tuyệt vời quá. Thì khi mà từ khi con thấy hay như vậy thì con chia sẻ cho mẹ con cũng làm giống con, là trường đá với uống rượu ớt. Thì mẹ con là ban ngày thì không sao, nhưng mà khi mà ngủ dậy á thì tay chân nó cứ rút lại, nó tê, nó đau, mà khoảng ngủ dậy khoảng 2-3 tiếng sau thì nó mới hết. Để cái đó là cứng khớp buổi sáng đó. Dạ. Là cái chứng của viêm đa khớp dạng thấp mà người Việt Nam mình nhiều người bị lắm nha. Dạ. Tức là ngủ ở trong cái phòng lạnh. Dạ. Thì khi mình đắp mền á, đắp chăn á, mình không có đút tay vô trong đây mà mình để ra đây. Dạ. Để ra ngoài thì cái hơi lạnh nó làm cho những cái mạch máu đây bị co lại. Nhưng đối với những cái người mà thân nhiệt thấp, đối với những cái người mà có cái dấu hiệu gọi là người ta gọi là tiền viêm đa khớp dạng thấp. Dạ. Thì có dấu hiệu cứng khớp buổi sáng, và khi mà nó cứng dậy rồi á, thì thức dậy rồi á, rồi duỗi rồi đi đứng này nọ, rồi vài tiếng sau nó mới trở lại bình thường. Dạ. Bây giờ là kết quả lại là tốt. Dạ, mẹ con hết bị tê tay tê chân. Tuyệt vời. Dạ, sau đó thì con mới bắt đầu thấy tụi con làm rượu ớt thì thấy nhiều người xin và uống và có tác dụng rất là nhiều, nên tụi con cứ tiếp tục làm. Thì gần đây nhất là có một em tài xế trẻ có 24-25 tuổi thôi, thì em bị mất ngủ. Em nói là rất là khó ngủ và em rất là mệt vì cái chứng mất ngủ của em. Thì con đưa rượu ớt em uống, thì em uống nó sao rượu ớt này nó có thuốc ngủ hay sao ngủ. Dạ. Rồi cái đợt vừa rồi á, thì làm rượu ớt thì con có vô tình đăng bài trên Facebook. Thì con vô tình đăng bài trên Facebook thì rất nhiều người lạ không biết làm sao mà thấy, thì vào thì hỏi con có bán rượu ớt hay không. Con nói không có bán rượu ớt, mà người ta nói là người ta biết cái công dụng này rất là hay nên người ta muốn được chia sẻ. Thì con mới gửi rượu ớt với sách của thầy để tặng. Và mọi người nói biết cái này rất là hay từ lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình thì không biết tìm đâu để mua rượu ớt, không biết làm. Cái chỉ qua đây là chắc à. Cho địa chỉ chỗ thầy với lại số điện thoại chỗ mình. Hèn chi thì bán được nhiều. Chị thì mới giới cho con. Con biết ơn thầy đã chia sẻ công thức tuyệt vời này đến với tụi con sức khỏe tốt cùng gia đình con. Rồi thầy cũng là cảm ơn em. Mà hôm nay là qua cái buổi mà nói chuyện này thì thầy mới thấy một cái điều mà thầy rất là vui. Tức là kết hợp chùm đá nóng để tăng thân nhiệt và đồng thời uống cái rửa làm cho mình ngủ ngon. Thì trong đó cũng có một phần công lao của Chương đã đem đến cho cộng đồng một cái điều kỳ diệu. Hồi trước giờ chưa bao giờ biết cái chuyện mà rượu ớt mà uống mà ngủ ngon đâu, nhưng mà thực sự ra khi mà chưa nói tới sau này là thì những người mất ngủ thì nó không mất ngủ bao lâu như cũng không sao, nó cứ đến đây tôi cho cặp đá bán cho cặp đá chồm vô rồi uống rượu ớt vô là tất cả mọi người đều hiệu quả. Có cái trường hợp là mất ngủ 20 năm luôn, tức là triền miên và dùng thuốc ngủ là liên tục, nhưng mà từ khi mà uống được cái rượu ớt và chồm đá xong bây giờ họ ngủ rất ngon, không có bị lệ thuộc thuốc an thần nữa.
Nhưng mà cái điều quan trọng nữa mà thầy thấy là cái người Việt Nam mình hầu như lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên đều có dấu hiệu của một cái viêm đa khớp dạng thấp đó. Yeah. Và cái dấu hiệu ban đầu là cứng khớp buổi sáng, mà bây giờ nhờ rũa mà khỏi thì mong rằng là mọi người, nhất là ở miền Bắc á, rồi những người anh bà con mình ở miền Đông nó bổ ích nha, nhưng mà ở miền Tây á, là bị sông nước mà nó âm thấp, người ta bị cái này nhiều lắm. Yeah. Rất mong mọi người nghe được cái báo cáo này thì lập tức nhớ chườm đá nóng dùng gan cộng với cái uống rượu ớt để mà giải quyết được chứng bệnh này. Yeah. Thì rất là cảm ơn em. Yeah. Đó là cũng là công đức. Yeah. Rồi cảm ơn em.